chiếc xe khách này gần như đã bị cháy trơ khung khi đang đậu trong bến xe miền Đông quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2020, nhiều người trong bến xe miền Đông bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng lên từ hàng ghế trong một xe khách tuyến Gia Lai, bến xe miền Đông nên gọi nhau hỗ trợ dập lửa. Thấy ngọn lửa bùng phát nhanh chóng, nhiều tài xế của xe khách khác đang đậu gần hiện trường đã nhanh chóng di dời xe ra xa vùng nguy hiểm. Lực lượng bảo vệ tại bến xe và người dân xung quanh đã dùng nhiều phương tiện chữa cháy tham gia dập lửa ngọn lửa được dập tắt sau khoảng hơn 10 phút. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe khách bị cháy trơ khung do sức nóng của vụ cháy, một chiếc xe khách đậu gần hiện trường cũng bị bể kính. Người dân cho biết khi xảy ra vụ cháy, phụ xe vẫn đang nằm dưới gầm xe, sau khi nghe tiếng hô hoáng đã nhanh chân tháo chạy và hỗ trợ dập lửa. Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.